Lợi dụng tâm lý ham rẻ, một số đối tượng tạo lập các tài khoản Facebook ảo, đăng tải các bài viết ra bán vé máy bay, đặt phòng giá rẻ trong các hội nhóm nhiều người tham gia. Sau khi có người liên hệ hỏi mua, các đối tượng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc rồi chiếm đoạt. Các đối tượng thường giả mạo những công ty du lịch nổi tiếng, đính kèm trong bài đăng số điện thoại dễ nhớ và tên tài khoản ngân hàng uy tín. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần xác minh kỹ thông tin của công ty trước khi thực hiện giao dịch. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần trình báo ngay với lực lượng chức năng, chia sẻ qua mạng xã hội để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi lừa đảo lan rộng.